Dạ em xin chào quý vị nha. Thì hôm nay là em mua 9 tờ giấy số đó. Tại 9 tờ giấy số hôm nay em mua đây anh chị. Có giấy số mua 9 tờ. Có mua bao nhiêu, mua ngỡ là 3 tờ, mua bà vợ 6 tờ nữa là 9 tờ. Này, mua bóng này, em mua quá ngỡ này. Bóng số 9 mà nó ra ma một số bóng nữa là ngon rồi. Là bả được hết trăm nè. Nè. Đây 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 quý vị thấy không? Đó. À, qua số bóng luôn. Đó nè, em còn ra luôn đó. 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 Bóng số bóng nè anh chị, bóng nè. À đó là hôm nay ngày 20 tháng 4. À, đại quan trị em mua là cái số 9 số bóng ở đây nữa, em trúng nè một tờ nè, thấy không? Đó. Bây giờ số 3 nữa rồi 36. 63 là em mua là hai tờ nè, 3 tờ nè, 4 tờ nè, 5 tờ nha anh chị đó. Không chưa cái nha. Giờ này mới có 6 giờ hơn bao nha anh chị. Đó là số em mua em quay là 5 tờ nè, trật lắc nè. Đó. 5 tờ anh mua em cầu mai để trúng lớn nha anh chị. Trúng để xây nhà rồi xây cửa như bên kia đó, xây nhà Lào đó nha anh chị mà chưa được. Đâu con số 4 đây là thấy tháng được rồi nè. Em mua 36, bữa nay nó ra 36 Hello rồi anh chị. Hello 6936. Mà em 936 đây. 936 đây mà em chơi quốc bóng số 9. Mà nếu rồi em số 6 đây nữa là được rồi. Nè 6936 đây. 6936 đó. 6936 mà em mua đây. Anh chị thấy không? 6936. À 6936 mà em mua là một đống 9 luôn. Đó một đống 9 luôn. 4 bả 36 rồi hơi tờ nữa nha chị. Rồi một tờ em mua đây là số cũng ngày hôm nay 10 hơi. Chín nhiều của em hết thì nó 10 hơi là có hơi mưa mấy. Tóm 339. À 90.000 tiền giấy số nha chị. Đó mà vẫn làm xém vô 44 và số 36. Đó, giấy số này là bữa nay em không trả. Em mua là 9 tờ. Hôm số 9 tờ đó. Nếu mà đem trả nha anh chị. Anh chị cũng bớt, nếu mà đem trả là két. Két cái đoạn này nè, rồi đại lý người ta thao. Đó, em cũng ôm giấc mộng là đổ đời nha anh chị. 9 tờ giấy số. Đó. Chỗ này nhà mình kể nó anh chị. Mình chả biết đâu nó vô thì mình cũng em thấy người ta trúng nhiều quá, em qua em cũng là rất là thấy trúng, người ta thấy nhiều người trúng quá cho nên là mình hô hức đó, mình cũng cầu mong sao nó trúng. Hôm nay giấy số em bán đây đó, 44 59, đây là đưa điện thoại giùm. Thấy người ta trúng hấp dẫn quá, mình cũng ô ước trúng nên lấy nhiều. Hôm nay do hôm nay bán 500 tờ mà bán được tối mấy tờ mấy, cho nên là em lấy nữa được. Đúng rồi, cho nên là em lấy để cầu ma thả mưa hơi. À hôm nay là số ít nha anh chị, bữa nay là thứ 6 là em là không có số 90, thứ 5 thứ 7 chủ nhật em số nhiều 17 hơn 16 đó. Dưới đây là Ninh Thuận tóm 3 chiến hơi tóm. Để mà các ông kêu bữa ông mua đồ phụ thôi mà trúng thạch. Ông mua đây một khóm, trúng hơi lặng. Ông trúng hơi lặng rồi. Trúng hơi lặng 800 ngon. Một tờ ế quả hơi lặng 1.6 chứ sao. Một tờ 400. Hơi tờ là 800, trúng hơi lặng là 4 tờ rồi là 1.6 rồi. Còn ở Sơn Hòa trúng ở đây mua đây nè. Đó, hôm nay chị trúng bao nhiêu là nha anh chị. Đó, mua bao nhiêu là nha, bón bao nhiêu là anh chị. Đó. Đó, anh chị mà mua nè, kiếm cái tài cái lọc này ha, tí vận may này để mình có anh chị mà mua thì các bọn điện thoại số Zalo của em đây anh chị, đây Quý Ngọc tờ 0968634 mua hơi Zalo luôn. Họ đi băng 451 0 5 hơi bả 3 hơi 6 đó. Ít có người mua, có mua nhưng mà ít đó anh chị, ít có người mua lắm. Rồi thì hôm nay em quay chia sẻ cho anh chị bao nhiêu đó là mình coi cho vui. Rồi anh chị có gì mua giấy số đến đây ủng hộ em. Ngay sang vào Tịnh Đông, Đậu Mưa Hơ, Thâu Quang Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, anh chị đến đây, đó, đi quốc lộ 24B,
từ Quân ở anh chị về đây đi lên núi chơi, lên là thoát ba tầng thoát âm ly ở Cống Giòn, anh chị lên là thoát ba tầng ở thoát ba tầng nó nằm ở là Mẫu Thanh Nhôn mà anh chị đi cái hướng này, anh chị sẽ lên Cà Đôm, khu du lịch Cà Đôm tương lai lơ sẽ mở đó, anh chị đi hướng này sẽ gặp em bốn giới số ở đây đó, vì từ đó ở đây nha anh chị, đó, sửa xe đạp điện cái chìa khóa bốn chân gà và bốn giới số sửa xe má nha anh chị. Đâu video đến đây em xin tạm dừng, cảm ơn quý vị anh chị đã yêu thương và chia sẻ đăng ký để nhận những cái clip mới, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, chúc anh chị may mắn trúng những con số giải lớn. Em xin chào và hẹn quý vị những cái video sau. Xin chào quý vị.